Sáng nay mùng 6 tháng 7, Việt Nam ghi nhận thêm 277 bệnh nhân COVID-19 lây nhiễm trong nước tại 7 tỉnh thành phố, trong đó thành phố Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có số lượng ca nhiễm cao nhất. Các ca COVID-19 mới được phát hiện gồm: thành phố Hồ Chí Minh 230, Phú Yên 18, Đồng Nai 11, An Giang 10, Hưng Yên 5, Vĩnh Long 2, Hà Nam 1. Đến sáng ngày mùng 6 tháng 7, Việt Nam đã ghi nhận tổng số 21.312 ca COVID-19 với 19.441 ca lây nhiễm trong nước, 1.871 trường hợp nhập cảnh. Tính riêng đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Bộ Y tế đã công bố 17.871 ca bệnh. Các cơ sở y tế đến nay chữa khỏi cho 8.022 bệnh nhân COVID-19, chiếm 37,6% tổng số người mắc, 90 bệnh nhân COVID-19 đã tử vong. Theo thông tin từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 5 tháng 7, thêm 13.988 người được tiêm vaccine COVID-19 tại 11 tỉnh, thành phố và các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm trên 3,9 triệu liều vaccine, trong đó nhóm được tiêm đủ 2 mũi là gần 227.000 trường hợp. Bộ Y tế dẫn thông tin Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Thế giới đang trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm của đại dịch COVID-19 do sự xuất hiện biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 biến thể Delta đã có mặt ở ít nhất 98 quốc gia trên thế giới và vô cùng nguy hiểm, do nó vẫn biến đổi và đang thống trị ở nhiều quốc gia. WHO cho biết hiện đã có 3 tỷ liều vaccine được phân phối trên thế giới, song chưa đầy 2% trong số này được đưa tới các nước nghèo. WHO ước tính thế giới vẫn cần tới 11 tỷ liều để có thể đạt được miễn dịch cộng đồng.